Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Quý Dậu, tháng kỵ Sửu. 5 canh tí và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ Giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trận, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thi lao giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh kiếm phong kim ngày quý dậu tức chi sinh cho can có nghĩa là kim sinh cho thủy và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm kiếm phong kim kỷ tuổi đinh mão tân mão ngày thổ hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày giàu, lục hợp với thìn, tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục, xung với mão, hình giàu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi đinh mão, tân mão, đinh tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như sao thiên hỷ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao thiên quý, tốt mọi việc, sao tam hợp, tốt mọi việc, sao mậu thương, tốt về việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ngục, xấu mọi việc, sao thiên hỏa, xấu về lập nhà, sao thụ tử, xấu mọi việc, sao câu trận, kỵ an táng, sao cô thần, xấu đối với cưới hỏi, sao lọ ban sát, kỵ khởi công, động thổ. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính tây. Sau đây, mời các bạn đuốn xem từ vị trí tít 12 con giáp thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo dậu, cho nên với bạn tuổi Tý đang có điểm báo sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tiếng nói chung với một người nào đó và dù với bà tuổi tí, bạn cố gắng tỏ ra nhạy cảm, khéo léo trong cách ứng xử đi chăng nữa, và có thể là người đó không trong tâm trạng muốn giao tiếp. Vậy thì mọi cố gắng của bạn cũng trở thành vô ích và bạn hãy chờ đợi một thời gian khác thì thích hợp hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tí, tiền bạc hay là bất cứ thành quả nào của bạn làm ra trong ngày hôm nay đều có được là nhờ vào thiên tài đưa tới vận may cho bạn. Thế nên, ngày này với bạn tuổi Tý đừng có khoe khoang những hiệu biết của bạn nếu như không muốn bị người khác chê cười. Ngũ hành tương sinh mang lại cho bạn mệnh tuổi Tý trong ngày hôm nay có được tinh thần rất chi là tuyệt vời và bạn hãy nhẹ nhàng nói ra những điều khiến cho bạn cảm thấy khó chịu, buồn bã hay là đau lòng để cho nửa kia hiểu rõ được tính cách và con người của bạn. Về từ vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, hãy thử suy nghĩ sâu sắc về vấn đề mà ai đó gợi ý cho bạn, từ vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, chớ nên tỏa ra rằng mình biết hết mọi thứ ở trên đời, từ vi tuổi mậu Tý thuộc Hỏa, càng nói nhiều bạn càng bất lợi, từ vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, có mối quan hệ tốt đẹp được gắn kết, từ vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc đừng có quan trọng hóa vấn đề, không có ích gì đâu. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần. từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ dậu Sửu phù trợ. Cho nên với bạn tuổi Sửu đang có được dự báo cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay rất chỉ là hanh thông, thuận lợi, không có gì ngăn trở được tình cảm của hai người. Ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân thì có nhiều lời mời hẹn hò đòi hỏi bạn phải biết cân nhắc và lựa chọn bằng việc lắng nghe cảm xúc của mình. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cho thấy với bạn tuổi Sửu khó có thể làm được việc gì với cường độ cao và hay bị áp lực trong ngày hôm nay. Nếu bạn càng cố làm, càng để xảy ra sai sốt mà thôi, vì vậy bạn nên xin phép để được nghỉ ngơi sớm sẽ tốt cho bạn. Trong cái vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi xỉu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cho nên, cái chuyện tình cảm của bạn tuổi sửu trong ngày hôm nay rất chi là tốt đẹp. Tình cảm của bạn và người ấy đang dần được cải thiện khi bạn ý thức hơn trong việc chăm sóc cho bản thân cho dù bạn có bận rộn tới đâu đi chăng nữa. Và với bạn tuổi Sửu, bạn hiểu rằng nếu ngay cả bạn còn không trân trọng và biết yêu bản thân mình thì ai có thể làm điều đó giúp cho bạn được. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim bạn đang có tác động tiêu cực lên ai đó, tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy càng suy nghĩ tích cực trong ngày hôm nay thì càng bớt thiệt hại hơn với mình. Tử vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa đừng quá mơ mộng, hãy nhắc nhở bản thân mình cần phải thực tế. Tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ cảm thấy tổn thương sâu sắc vì lời nói vô tình của ai đó. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc đừng có níu kéo quá khứ đã không còn nữa và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 5 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Hợi tuổi Tuất tử vi tuổi dần thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với ba tuổi dần ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi dần đang có được nền tảng kiến thức vững chắc bạn tỉnh táo hơn trong các quyết định liên quan tới tiền bạc trong ngày hôm nay, nhờ đó mà bạn mệnh để giành được một khoản kha khá, tránh tiêu xài hoang phí cho những thứ không thực sự cần thiết. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có kim mộc xung khắc, nhắc nhở bạn mệnh tuổi dần nên tránh nói ra những lời chỉ trích hay là chê bai đối với đối phương nếu không muốn chuyện tình cảm của mình đi vào bế tắc sẽ có người nói những lời ngọt ngào và chăm sóc người ấy hộ cho bạn nữa đấy. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi dần, ngày này nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân và gan. Vì vậy, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này trong ngày hôm nay. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc thủy có ai đó nói ổn nhưng với bạn thực sự lại không được ổn. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa hãy nuôi dưỡng ý chí kiên định của mình bằng nền tảng kiến thức tốt. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ càng phụ thuộc người khác bạn càng khó chịu. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc công việc diễn ra như mong đợi và kiểm soát được tình hình. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim đừng có ngại nhận sự hỗ trợ của người khác. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu đen màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi dần từ vi tuổi Mão thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này nhắc nhở bạn nên nhớ là không nên áp đặt những cảm xúc mạnh mẽ của mình lên những người xung quanh bởi vì mọi người có một quan điểm sống một cách nhận thức và phản ứng khác nhau và tốt nhất là cho mình thêm thời gian để tự xoa dịu bản thân và hướng tới những điều tích cực hơn trong đời sống của mình. Và với bà tuổi mão, mong muốn của bạn là được chia sẻ với ai đó những suy nghĩ, mong đợi và ý tưởng của mình. Tuy nhiên, trong ngày lại đang có sự xuất hiện của thiên quan chiếu mệnh, cho thấy không phải là thời điểm thích hợp. Bạn nên nhớ là cần phải quan sát xem họ có lắng nghe bạn hay là không, cũng có những tâm tư riêng. Giao tiếp luôn luôn là một quân đường hai chiều, đừng có quên điều đó bạn tuổi mạo nhé. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mạo cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, không có lợi cho sức khỏe của bạn mệnh trong thời gian này. Và tốt hơn hết là bạn mệnh tuổi mạo nên tránh việc thức khuya hoặc là ăn uống quá nhiều chất kích thích cũng rất có hại cho sức khỏe của bạn. Về từ vi tuổi ất mão thuộc thủy, đừng hẹn hòa với nhiều người, nếu không, bạn sẽ thất hứa với nhiều người. Từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa, nên lặng quên đi những gì đáng quên. Từ vi tuổi kỵ mão thuộc thổ, có những điều bạn không hy vọng lại tới. Từ vi tuổi tân mão thuộc mộc, mối quan hệ với mọi người khá chi là dễ chịu và hài hòa từ vi tuổi quý mão thuộc kim có tin vui liên quan tới người thân trong gia đình và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi tuổi thân Từ vi tuổi Thìn thứ hai, ngày 25 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Thìn ạ, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Thìn, bạn trở nên cực kỳ là điềm tĩnh nhờ tác động của ngũ hành lục hợp phù trợ, cho nên bạn mạnh tuổi Thìn hãy cứ cư sự hài hòa dễ chịu hơn với mọi người và không dễ dàng bị tác động bởi những lời nói ra, nói vào của những kẻ đang ganh tị với hạnh phúc của bạn đang có. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cho nên có rất nhiều việc diễn ra trong ngày hôm nay mà làm cho bạn không nhất thiết phải can dự vào một phần nào đó nên dành thời gian để thiêu đủ những đam mê cá nhân và tránh xa những vấn đề rắc rối không liên quan tới chính mình là cách để cho bạn có được một ngày thực sự dễ chịu với mình. Xét về ngũ hành tương xung tương khắc thì trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thìn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt đẹp tình cảm của hai người có được sự thấu hiểu và bạn vẫn luôn cho đối phương một khoảng trống để có thể tự do làm những điều mình thích vì thế mà họ càng hiểu và yêu bạn hơn vì ở bên bạn họ vẫn là chính mình vài từ vi tuổi giáp thìn thuộc họ cuộc sống có nhiều thú vị tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ đừng có vội đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài của họ tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc tình cảm hài hòa vì có được sự thấu hiểu tử vi tuổi canh thìn thuộc kim không may mắn về phương diện tiền bạc tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy mọi người đang hiếu kỳ về bạn thế thôi Về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ hai này sự nghiệp năm sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi sửu. Từ vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp phù trợ. Cho nên, cái chuyện tình cảm của bạn tuổi tỵ đang diễn ra rất chi là suôn sẻ và bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình. Do đó, bạn nên cố gắng mở lòng và hẹn hòa trong thời gian này. Và lúc này, cái chuyện tình cảm đôi lứa cũng đang có được dấu hiệu cải thiện đáng kể khi mà hai người chịu lắng nghe, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Bên cạnh đó, trong ngày thứ hai này với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp được ngày có chính ấn tương trợ cho nên công việc và sự nghiệp của bạn tuổi tỵ đang rất chi là hanh thông. Bạn có những kế hoạch tưởng rằng mình không thể thực hiện được nhưng sau đó lại có được sự hỗ trợ và giải quyết một cách ổn thỏa, cho nên kết quả thực hiện của bạn rất chi là tốt. Tuy nhiên, trong ngày thứ hai này với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp ngày có kim họa xung khắc. Cái điều này cho thấy với bà tuổi tỵ đang có điểm báo không vui liên quan tới chuyện tiền bạc, bạn mệnh phải chi tiêu khá chi là nhiều ngoài dự tính. Tuy là những khoản nhỏ thôi, nhưng cũng ảnh hưởng khá nhiều tới tình hình tài chính chung của bạn mệnh vài từ vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa, đừng hỏi ai khi chính bạn đã có câu trả lời từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ sự im lặng của bạn không được đánh giá cao từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc tránh điều tiếng bằng cách không cho người khác biết quá nhiều từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim hãy biết đủ và đừng quên cố gắng từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy không nên bộ cuộc khi bạn gần tới đích rồi và đánh giá của bà tuổi tỷ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tỷ, tuổi tỷ Từ vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cho nên với bà tuổi Ngọ thể hiện được sự xuất sắc của mình trong ngày hôm nay nhưng bản mệnh tuổi Ngọ nên nhớ rằng kiến thức là một đại dương rộng lớn, chẳng có ai có thể hoang hoang rằng mình biết tất cả và bạn hãy dành thời gian để tích lũy thêm kiến thức, vốn hiểu biết, điều đó có ý nghĩa hơn rất nhiều với bạn. Ngũ hành kim xung khắc với hỏa nhắc nhở bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay nếu không muốn rộng túi thì bạn nên tính toán chi tiết trong những khoản chi của mình đừng thích gì mua nấy hoặc là đặt hàng online quá nhiều đến lúc trả tiền thì bạn lại không còn đồng nào nữa và ngày này đối với bạn tự ngọ những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành những công việc về sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này rất có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Vài từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, nỗ lực của bạn hôm nay không được ghi nhận. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, hãy bình tĩnh vì bạn cần nhiều thời gian hơn nữa. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, đôi khi bạn đang lãng phí thời gian vì suy nghĩ quá luận quẩn, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ giúp đỡ ai đó sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, đảm bảo quyền riêng tư của bạn sẽ tốt hơn vào lúc này. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi mùi ạ. Cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp ngày của tỷ Kim chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi Mùi về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ và dù đó là sai lầm hay là thành công đi chăng nữa thì bạn của ngày hôm nay đã khác rất nhiều so với những ngày hôm qua rồi đừng có ngại nhìn về quá khứ và hướng tới tương lai với những thiện chí tích cực bạn tuổi Mùi nhé và ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang rất chi là tốt đẹp. Bạn đã thực tế hơn trong việc nhìn nhận về vấn đề. Đã đến lúc bạn hiểu rằng mối quan hệ tốt đẹp không phải lúc nào cũng được bình yên, không xảy ra sự tranh luận. Và xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi Ngày này, bạn mệnh nên lưu ý khi xuất hành đi xa thì nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng chính tây. Đây là hai hướng giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều thuận lợi và có được tài lộc về tay mình nữa. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, đừng xem nhẹ những chi tiết nhỏ nhoi. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn. Tử vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa, sự nôn kiếm của bạn được bộc lọ. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, có những vấn đề cần phải ngồi lại bên nhau. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc, đừng tỏa ra, biết thứ bạn không chắc chắn. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội phù trợ cho thấy những ngày cuối cùng của năm cũ với bà tuổi thân đang có được cơ hội để hàn gắn lại những tổn thương ở trong lòng sau tất cả những rắc rối muộn phiền của năm vừa qua đây là lúc mà với bà tuổi thân nên xóa bỏ đi những trách giận, muộn phiền và hướng tới những mục tiêu tích cực, đẹp đẽ hơn trong đời sống và trong năm mới cận kề đến với bạn. Cũng có những chuyện khiến cho bạn tuổi thân không được hài lòng là do ảnh hưởng bởi thiên quan chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi thân đang có những trăn trở nghĩ ngợi về nó rất nhiều. Vậy thì trong ngày hôm nay là cơ hội để cho bạn nhìn nhận lại mọi việc và tìm hướng để thay đổi nếu như có thể. Bạn đừng có trách giận bản thân mình vì những việc không thể xoay chuyển được. Bạn hãy nghĩ đến những thứ bạn sẽ làm được trong tương lai của mình thì tốt hơn. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi thân lại đang gặp được ngày có kim khí vượng, dự báo cũng không tốt liên quan tới sức khỏe của bản mệnh. Vì thế, không nên tham gia các hoạt động ngoài trời quá nhiều, kể cả là đi hay là chạy bộ cũng nên tập vừa sức, không nên cố gắng tranh thua. Về tử vi tuổi giáp thân, thuộc thủy, yêu bản thân hơn, bạn sẽ đạt được nhiều điều tuyệt vời hơn. Tử vi tuổi bính thân, thuộc hỏa, có những thay đổi, có lợi, vì thế đừng có kêu than. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc thổ nên tự tin thể hiện cá tính của mình. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mộc dễ gặp chuyện bạn không thực sự hài lòng ưng ý tử vi tuổi nhâm thân, thuộc kim không phải luôn nghĩ quá nhiều và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Dậu thứ hai, ngày 25 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu ạ, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành Dậu Dậu tự hình, khiến cho sự cả nghị của bạn tuổi Dậu làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi trong ngày hôm nay. Có lẽ với bạn tuổi Dậu vừa trải qua một cuộc cãi vã mâu thuẫn với ai đó và những chuyện nhỏ nhặt đó khiến cho bạn phải suy nghĩ không thôi. Bạn tuổi Dậu bạn cần phải bao dung hơn để có thể bỏ qua những chuyện không đáng có như thế này. Hôm nay là cơ hội tuyệt vời cho một trải nghiệm thú vị với bạn tuổi Dậu, bởi nhờ bạn đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh đưa tới cho bạn. Đó có thể đơn thuần là một chuyến đi với ai đó hoặc là một chuyến du ngạn trong tiềm thức là bao gồm những trải nghiệm về tinh thần, thông qua đó bạn sẽ trưởng thành và suy nghĩ chính chắn hơn rất chi là nhiều trong đời sống của mình. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dậu cũng đang gặp ngày của kim khí vượng, cái điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bạn. Cho dù bạn đã cố gắng giữ gìn và thay đổi bằng những thói quen tốt, nhưng xem ra vẫn có lúc lơ là và ảnh hưởng tới kết quả chung. Bạn mệnh tuổi giàu nên kiên trì hơn chút nữa thì sức khỏe sẽ sớm được cải thiện. Vài tử vi tuổi ất giàu thuộc thủy nhận được bài học đáng quý từ ai đó. Tử vi tuổi đinh giàu thuộc hỏa tiền bạc thuận lợi và hanh thông. Tử vi tuổi kỷ giàu thuộc thổ tình cảm được hài hòa đáng mong đợi. Tử vi tuổi tân giàu thuộc mộc gặp nhiều chuyện bất ngờ ngoài dự tính. Tử vi tuổi quý giàu thuộc kim không có nhiều vấn đề cản trở. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. từ vi tuổi tuất thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi tuất đó cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang có được báo hiệu sẽ có cuộc gặp gỡ đầy tình cờ do tam hội đưa tới cho bạn có thể đó là một người bạn cũ khơi gợi cho bạn nhiều kỷ niệm trong quá khứ Vậy thì hôm nay là cơ hội tuyệt vời để cho bạn gặp gỡ nhau, chia sẻ với nhau những cảm nhận, những tâm tư sau thời gian xa cách. Bạn và người đó sẽ nhìn thấy nhiều hình ảnh thú vị của chính mình thông qua đối phương. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Tuất lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bà tuổi Tuất đang có nhiều điều khiến cho bạn cảm thấy khó chịu và đôi khi là bế tắc khi vướng vào tai họa nào đó. Và thực ra, không tránh khỏi được những khó khăn, bạn chỉ cần suy nghĩ tích cực hơn với những vấn đề mình gặp phải và rút ra bài học cho riêng mình là sẽ dần vượt qua được cảm xúc khó chịu ngay lúc đó. Ngày này với bà tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy Vượng, hỗ trợ cho bản mệnh rất nhiều về phương diện sức khỏe trong những ngày này. Nhờ đó mà, đối với những ai đang ốm bệnh, sẽ nhanh chóng hồi phục, cơ thể hấp thụ tốt hơn và trở nên dịu dai hơn. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa, đừng đợi mong tình cảm của người không đáng. Từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ, gặp nhiều khó khăn trong công việc. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, lắng nghe ai đó, khuyên lúc này là điều cần thiết. Từ vi tuổi canh tuất thuộc kim kiên định với mục tiêu đã đề ra từ trước tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy cẩn thận có những mâu thuẫn với đồng nghiệp Và đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi hợi. Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là vợ trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày của chính quan hỗ trợ cho nên với bà tuổi hợi trở nên thực sự là may mắn trong ngày hôm nay và có thể bạn tuổi hợi nhận rõ được những suy nghĩ, tâm tư của người khác trước khi họ nói lên thành tiếng. Vậy thì ngày hôm nay là cơ hội để cho bạn xích lại gần nhau hơn với những người vốn xa cách, lạnh lùng với bạn. Tại sao không mở lò lời hội thăm đối phương một chút bạn tuổi hợi nhé. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho cái chuyện tình cảm của bạn mệnh thêm phần được hanh thông, thuận lợi, đã chính chắn hơn trong cách cư xử, không nói những điều hàm hồ, thiếu suy nghĩ, sợi dây gắn kết của hai người, lúc này thêm phần bền chặt hơn. Và ngày này với bạn tuổi hợi, thiêu khổng minh, không phải là một ngày tốt để cho bạn thực hiện những công việc trọng đại hay là xuất hành đi xa. Vì vậy, nếu như ra khỏi nhà thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng chính Tây để tăng thêm vận may cho mình. Ngày 13 âm lịch này, nhân thần nằm ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân và gan. Vì vậy với bà tuổi hợi nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, cảm xúc của bạn sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, đừng có ngại vất vả, khó khăn trước mắt. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, nêu cao tinh thần tự học. Nếu như muốn thành công, từ vi tuổi tân hợi thuộc kim, đừng chê bai người khác khi bạn không hiểu rõ họ. Từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy, tình cảm nên để diễn ra một cách tự nhiên và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 6 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tỵ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.